Thì bữa đó có một cái vai tuồng, có chỗ diễn là cái anh đó, ông đó, ông bị tù quan, rồi ông vượt cục, ông về, mười mấy năm ông về, ông tìm con ông. Thì ông vừa từ trên cao, ông núp ở trên cây, ông chờ con ông. Tối con ông về, ông nhào xuống, ông về nói, Dũng, cha đây nè con. Thì là cảnh sát bắn ông chết. Thì con thấy không có cái vai nào mà dễ hơn cái vai đó hết á. Có diễn xuất cũng đau khổ, rồi cũng diễn, rồi có một câu rồi cái chết liền. Thì con thấy thôi con cho nó diễn cái vai đó. Mà từ chiều đó, nó không có ăn cơm được. Nó đi ra đi vô nó suy nghĩ, nó này kia kia quá ăn được. Con mới nói đi rửa mặt đi Ngọc ơi, chứ em mà căng thẳng qua em diễn không được đâu. Dạ không chị hai, em phải chuẩn bị tinh thần em diễn. Thì lã trên cây ấy, thì con sắp mấy cái rương để cho làm cái cây cao mà. Từ trên cây nó nhảy xuống cái rầm, nó kêu Dũng con này cha. Nó quýnh quá. Mà cái vai trò của anh cảnh sát đó, thì ảnh khi ảnh thấy cái người tù này là ảnh phải bắn liền. Thì mới vừa con này cha, ảnh bắn cái rầm nó nhào chết. Vô cả đêm nó cứ gây lộn với cái ông cầm cảnh sát đó. Mày anh em mày ác quá. Tao có chị hai cho tao nói con câu tao nói lộn. Mày không để tao nói lợi rồi mày hãy bắn, mày bắn vậy làm sao tao đỉnh chánh được. Và có nhiều chuyện vui lắm mà tụi con có. Với tỷ như có một lần anh Trần Văn Trạch, anh đóng với con một vở kịch. Anh đi tìm kẻ thù ảnh mà anh bắn anh giết. Thì hồi xưa cách đây bao chục năm thì không có cái điện tử như bây giờ. Thì các em làm điện đó, nó gói thuốc pháo á, nó gói gì đặng hãy bắn cái nó chích ngoài cái nổ cái đùng, chích ngoài nổ cái đùng, mà nó chuẩn bị 4-5 cái trong khi bắn có một phát à, mà nó cũng phải chuẩn bị 4-5 cái rủ cái này lép thì có ghê. Thì anh ra cái anh gặp à, mi đó hả, ta phải giết mi là kẻ tàn bạo, ta phải giết mi. Bắn 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 hoài nó không nổ, bắn 2-3 phát nó không nổ. Mà không lý cứ cầm vậy hoài sao? Thì anh Trạch ảnh rất thông minh. Ảnh nói, à, nhưng thôi ta tạm tha cho mi đó. Dạ chưa? Dạ chưa, chưa hết, chưa hết. Ta tạm tha cho mi đó. Một lát mi sẽ biết. Ảnh vừa thọt cái súng vô trong túi, cái trong bỗng nổ cái đùng. Nổ cái đùng. Rồi không biết làm sao, đã cất súng vô túi rồi mà nó vẫn nổ. Anh bèn nói, tha thì tha nhưng ta cũng bắn một phát thị quy cho mi sợ. Dạ nhiều lắm, nhiều lắm. Và con có cái ý định là con viết một cuốn sách về những cái chuyện vui của hậu trường đó. Nhưng giờ bận lo công tác quá là không viết được. Còn chuyện buồn thì thật sự là cũng không biết bao nhiêu mà chuyện buồn đối với đời của một người nghệ sĩ. Và có lẽ cái ấn tượng sâu sắc nhất trong đời con và cái chuyện buồn mà con bắt đầu con sửng sốt với cái vô thường của cuộc đời, với cái bạc bẽo của cuộc đời, là cái ngày ba con mất. Và lâu lắm rồi con không muốn nhớ tới chuyện này. Và lúc đó con thì 6-7 tuổi thôi. Thì đoàn hát của gia đình con hát ở Phan Thiết thì đông lắm, khán giả coi đông nghẹt. Thì các ông chủ rạp lẽ dĩ nhiên ông thâu được nhiều tiền á, thì ông rất là mừng. Ông thăng đón ba con, ông mời ở lại, ông mời đãi ăn đãi uống rồi này kia. Thì con lúc đó con lên chân lắm, con thấy mình quay lắm, được mọi người rồi kìa, là chiều chuộng cứ nghiêu rồi kia. Thì một tháng sau đoàn đi vào Phan Thiết hát thì ba con lâm bệnh. Ba con lâm bệnh mà vật vã một thời gian cũng đâu nửa tháng. Thì bệnh tình ba con trở nặng, trở nặng lắm. Má con biết rằng nghĩa là ở Phan Thiết, ở Mũi Né thì không có đủ thuốc, mới mướn một cái xe bò nửa đêm mà gồng gánh ba con đi ra Phan Thiết đặng mai mong mà tìm được một cái người bác sĩ. Mà lúc đó thì vật vã cũng khó lắm. Thì ra tới ngoại tứ cố vô thân mà không biết ở đâu ở, thì mới trở lại cái rạp hát. Trở rạp hát mà cách đây 1-2 tháng là mình đã quy hoàng ở đó đó. Thì cái ông gác gian ổng cho ba con một cái giường nhỏ nhỏ bên góc cho ba con nằm.
Thì ông chủ rạp ông hay được, ông giận lắm. Ông sợ rằng ba con sẽ chết trong cái rạp hát của ông thì không hên. Thì ông lại ông đuổi. Ông nói làm gì làm, đi ra khỏi đây, không có cho nằm ở đây. Có chết thì chết ngoài đường, chứ không có chết trong rạp tôi. Thì con nhớ lúc đó cái hình ảnh má con quỳ dưới chân ổng mà lại, nói rằng gia đình tôi, đoàn hát tôi đã đem tới cho ông bao nhiêu tiền. Bây giờ đối với một người bình thường thôi cũng xin ông cho chồng tôi được chết trong một cái mái nhà hơn là chết ngoài đường. Ông nói không, bởi chuyện làm ăn của tôi thương anh chị thì tôi thương, nhưng mà đây là chuyện làm ăn của tôi, chuyện lâu dài, gia đình tôi, cả cái rạp hát tôi thì phải đem đi liền. Thì cái đêm sáng mai chị phải đem đi liền. Đêm đó má con đi vòng vòng ở sân khấu, còn con thì 6 tuổi. Con ngồi trên một cái sân khấu vắng que, con nhìn lại con nhớ lại cũng cái hàng ghế này, bao nhiêu khán giả để vỗ tay cho ba mình, bao nhiêu người ca ngợi ba mình. Thế mà chỉ mới mấy tháng sau thôi thì xin được trút hơi thở trong một góc nhà, trong một góc sân khấu cũng bị người ta đuổi đi. Thì con bắt đầu con thấy được cái vô thường của cuộc đời, và con mới bắt đầu con thấy được, con rất là hoang mang với cuộc sống. Thì cũng may sao, thì ở Phan Thiết có cái chùa Phật học. Thì quý vị ở trong chùa Phật học, trong ban trị sự đó, nghe tên ba con mà biết ba con hoàn cảnh vậy đó, thì mới lợi rước ba con về vô chùa Phan Thiết Phật học. Thì ba ngày sau ba con tắt hơi. Chôn ba con xong rồi thì thật sự là mọi người đều hoang mang. Nhưng cái ấn tượng đầu tiên của trong đời con, một đứa con nít 6 tuổi với một cái bạc bẽo của cuộc đời, với cái vô thường của cuộc đời như vậy, thật sự là ám ảnh con kết mãi tới bây giờ. Dạ thôi thôi không nói chuyện buồn nữa, nói hồi con khóc. Dạ nhiều chuyện lắm, dạ vui có buồn có, nhưng mà tất cả những cái đó đã làm thành cuộc đời của con, làm thành một kim cương để mà nói lên được cái tâm trạng, những cái đau khổ, những cái vui buồn của mọi người. Vâng ạ, thưa nghệ sĩ Kim Cương, chúng tôi cũng xin chia sẻ nỗi buồn này. Nhưng chúng ta vẫn hiểu rằng là Phật tử thì vẫn biết rằng cuộc đời vô thường, có sinh thì phải có tử, nhưng chết như thế nào điều đó mới quan trọng, phải không ạ? Thưa nghệ sĩ Kim Cương, với một người nghệ sĩ như thế, cô đem lời ca tiếng hát của mình làm vui cho đời. Vậy sau cái chết của người thân trong gia đình như vậy, cô cho biết đây có phải là nguyên nhân để cô trở thành Phật tử không? Và khi mà cô trở thành Phật tử thì cô áp dụng lời Phật dạy trong cuộc sống của mình như thế nào? Mời cô cùng chia sẻ. A Di Đà Phật. Ngồi trước quý thầy, ngồi trước quý Phật tử với một tâm hồn của một người Phật tử bên cạnh chùa lớn vậy, con không dám nói láo. Và thật sự là không phải vì vậy mà con lâu lắm rồi con mới giác ngộ được. Dạ nếu người hỏi con đường nào dẫn tới Phật pháp á, thì con nghĩ rằng có 80.000 cái con đường để dẫn người ta tới Phật pháp, tùy theo căn cơ của mỗi người. Và có những vị như là may mắn tự túc tự mình hiểu được là bản lai diện mục vốn là nghĩa là tâm vô rũ, thì như là lục tổ Huệ Năng thì đi thẳng vô Phật pháp. Hay là có những người mà một cái tên cướp đi giết người ta cả đời, tới gặp ngộ được có chuyện gì buông giao thành Phật. Hay là có những cái người mà cả cuộc đời trôi theo cái dòng đời trôi nổi đầy được gian truân, tới một cái ngộ được một cái nào đó thì quay đầu là bến là bờ. Thì riêng phần con tới với Phật pháp không bằng con đường đó, mà con tới Phật pháp bằng con đường đau khổ. Và thật sự nếu con không khổ thì chắc con không biết Phật pháp, và con không tới được với Phật pháp. Dạ như hồi nãy con đã thưa, làm đời của một người nghệ sĩ khổ lắm. Một con người Phật dạy đã là khổ, mà một người phụ nữ đã là khổ, mà một người phụ nữ là nghệ sĩ nữa là càng khổ hơn. Nhưng cái khổ của tụi con là tụi con nuốt vô, tụi con không nói ra được thôi. Khổ tới mức mà cách đây 20 năm có lúc con định tự vẫn. Dạ
nhưng mà cũng còn khôn được chút là